Hội thảo ứng dụng công nghệ để phát triển ngành logistics và thương mại điện tử bền vững và lễ công bố báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam 2023 do Báo Công Thương phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương tổ chức đã thu hút gần 300 đại biểu từ các bộ, ngành, hiệp hội và các doanh nghiệp tham dự. Tại hội thảo, các đại biểu đã đối thoại, thảo luận, chia sẻ những ý tưởng, kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong việc phát triển ngành logistics gắn với thương mại điện tử, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phát triển thị trường, giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng dịch vụ, thống nhất một số kiến nghị với cấp có thẩm quyền về chính sách, giải pháp nhằm khuyến khích, hỗ trợ công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong logistics, v.v. Hiện nay, vấn đề cùng với cả những cái sự thay đổi bất ổn của thị trường, vấn đề về giá cả, vấn đề về giá cước tăng thì điều này nó trực tiếp ảnh hưởng đến cái năng lực cạnh tranh cũng như là ảnh hưởng đến các hợp đồng hiện tại của các nhà xuất nhập khẩu. Chính phủ có thể xem xét đến một số những cái yếu tố liên quan đến hỗ trợ cho các doanh nghiệp của Việt Nam, doanh nghiệp về xuất nhập khẩu hay doanh nghiệp logistics Việt Nam, hỗ trợ về tài chính hay là hỗ trợ về kỹ thuật. Đấy, và đặc biệt là giữa các doanh nghiệp cần phải có cái kế hoạch và trao đổi cụ thể về hợp đồng đảm bảo cho cái việc giao hàng hay là vận hành thực hiện một dự án hợp đồng thương mại hiệu quả. Cũng tại sự kiện này, Ban tổ chức đã công bố báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam 2023. Đây là ấn phẩm thường niên được Bộ Công Thương phát hành từ năm 2016 đến nay. Báo cáo này sẽ là một cái nguồn thông tin chính thức để cho các cơ quan nghiên cứu, cơ quan quản lý, cũng như các hiệp hội, doanh nghiệp và các cơ quan truyền thông có thể sử dụng khi mà thông tin và phản ánh về hoạt động xuất nhập khẩu. Từ góc độ của doanh nghiệp thì đây cũng sẽ là một cái nguồn thông tin rất là hữu ích để chúng ta có thể theo dõi và hoạch định cái kế hoạch kinh doanh cũng như là cái kế hoạch phát triển thị trường trong tương lai. Chúng ta cũng nắm được cái xu hướng và những các cái rào cản ở các thị trường, đồng thời cũng có những cái kinh nghiệm chia sẻ về cái việc vượt qua những cái rào cản đó như thế nào và dự báo các cái thị trường đó. Đây là đều là những cái thông tin mà các doanh nghiệp được phản ánh là rất cần thiết trong cái quá trình kinh doanh. Báo cáo là tài liệu cung cấp cái nhìn tổng quan về hoạt động xuất nhập khẩu, về bức tranh xuất nhập khẩu trong cả một năm qua, đồng thời cũng là cái nhìn tổng quan về tất cả những hoạt động quản lý nhà nước, cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trong năm đó. Việc công bố thông tin kịp thời và đáng tin cậy cho phép những người sử dụng thông tin đó có thể dự báo, đánh giá về tình hình, hiệu quả các hoạt động diễn ra trong nền kinh tế đất nước.